Chỉ là một vở kịch. Hãy lạc quan, không có gì nghiêm trọng cả. Sau một thời gian chỉ việc cười, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không có chi đâu, chúng ta có thể nhìn thấu sự việc. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi như mọi người. Thật sự là không có sao cả. Chúng ta đâu còn bao nhiêu năm nữa. Tranh đấu, giằng co quá để làm gì? Không có gì thật sự nghiêm trọng cả. Tất cả đều là ảo tưởng. Chỉ là đóng kịch cho vui. Cứ thưởng thức khi mình đang diễn. Không là gì đâu. Thật vậy. Một vở kịch mà. Có lẽ quý vị quá gắn bó với vai tuồng của mình. Không sao. Như vậy mới vui. Nếu quý vị không gắn bó với vai tuồng thì vở kịch đâu có vui. Xem các diễn viên đó, họ diễn không xuất thần, chúng ta sẽ đòi tiền lại. Chúng ta đều là những diễn viên xuất sắc, cho dù chúng ta không nhận biết điều này. Tha thứ cho mình. Quý vị được phép phạm lỗi lầm, đôi lúc để học hỏi. Lần tới quý vị sẽ nói, ôi điều này sai. Không sao. Đừng lo, quý vị không thành Phật qua đêm, phạm lỗi lầm không sao. Hãy tha thứ cho mình và cố gắng lại. Quý vị không thể biết đó thật sự là lỗi lầm không. Đôi khi điều đó đã hoạch định để quý vị làm theo cách đó. Hãy tách rời mình khỏi tất cả trách nhiệm. Miễn là quý vị không cố ý làm, chỉ để đi ngược lại giáo lý của sư phụ hay gây hại gì đến người khác. Vậy thì không sao. Sư phụ khuyên quý vị nên tha thứ cho mình. Hãy luôn tha thứ cho mình. Bất cứ làm gì chúng ta đều cúng dường cho Thượng Đế và để Ngài lo liệu kết quả. Vì thật ra chúng ta không phải là thân thể này. Chúng ta không phải là hành động. Chúng ta không phải là người chủ động làm bất cứ điều gì ở thế giới này. Cho dù chúng ta là người chủ động, giả sử chúng ta là người chủ động, chúng ta vẫn phải tha thứ cho mình. Tha thứ cho mình khi chúng ta lầm lỗi, khi chúng ta không cưỡng lại được thói quen của mình như sự giận dữ, hay đôi khi vì lòng tham, hay tư tưởng ham muốn nhục dục. Bởi vì những thứ này cũng do hoàn cảnh tạo ra, không phải là chân ngã, không phải linh hồn của chúng ta ham muốn những thứ này. Đừng lo lắng nhiều về mọi việc mình làm. Bởi vì bây giờ dầu sao quý vị cũng biết cái gì đúng, cái gì sai, và quý vị cố hết sức, mọi người biết. Toàn thể vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình. Nếu không, quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kêu bằng khiếm khuyết của bản thân. Mọi người biết. Thành ra không có sao. Hãy chấp nhận mình. Bởi vì dầu gì đi nữa, quý vị cũng đã là hoàn mỹ. Người nào dám phán xét quý vị? Hãy để kẻ không có tội ném viên đá đầu tiên. Tôi không phải là người ném viên đá đó. Thiên đàng ở ngay đây và bây giờ. Mọi người đều nói là chúng ta ở trên thiên đàng và thiên đàng ngay đây, trong lúc này. Hay niết bàn ở ngay trước mũi quý vị, hay có thể đã nằm trong mũi quý vị rồi. Nhưng rất khó cho chúng ta chấp nhận điều này, vì chúng ta bị che mờ bởi vô minh, thói quen sợ sệt, lối suy nghĩ và cảm giác phủ định, cho nên chúng ta không nhận biết điều gì là đúng trong lúc này hay bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ ôm giữ định kiến về việc mình phải sống ra sao và nên làm như thế nào để lên thiên đàng. Do đó chúng ta rời xa thiên đàng. Vì một khi chúng ta hướng sự chú ý vào việc khác, nghĩ là mình nên làm điều này, điều nọ để có thể được thiên đàng, thì lúc đó chúng ta chú tâm vào những gì không phải là thiên đàng. Rồi quý vị bỏ những gì mình vốn đã có hay đã là. Hầu như lúc nào chúng ta cũng làm như vậy, cho nên chúng ta không thể cảm nhận là mình đang ở thiên đàng. Nếu quý vị tập trung theo cách quý vị làm nơi đây, theo như vị sư huynh vừa nói là từ trường ở đây tốt, đó là vì quý vị tập trung. Chỉ vì quý vị nhận biết thiên đàng bên trong quý vị hay thiên đàng ở sẵn nơi đây, bất cứ lúc nào. Thời điểm duy nhất mà chúng ta không thể nghiệm được thiên đàng là khi chúng ta tập trung vào những gì khác không phải là thiên đàng. Chẳng hạn như người láng giềng đang làm gì hay những điều phủ định chung quanh chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có khuynh hướng chú ý đến những chuyện này trừ khi chúng ta ở một trong những đẳng cấp
mà chúng ta không thể nhận biết gì hết. Sẽ có lúc mà một số đồng tu sẽ chỉ thể nghiệm thiên đàng và không gì khác. Bằng không, thiên đàng là đây rồi. Đối với chúng ta, đây là thiên đàng. Mỗi khi chúng ta vui sướng, mỗi khi chúng ta ở cùng Thượng Đế, chúng ta cảm thấy thoải mái. Ồ, hạnh phúc quá. Và chúng ta không hiểu tại sao người khác lại không vui. Trạng thái thiên đàng rất dễ tìm. Chúng ta chỉ cần bỏ những gì không phải là thiên đàng, những gì không phải là chính mình, thì sẽ cảm thấy mình đang ở trên thiên đàng, ngay bất cứ nơi đâu. Nhưng đối với nhiều người, điều này khó, bởi vì họ chỉ chú tâm vào những thứ không thuộc phẩm chất thiên đàng, cho nên họ không thể nghiệm được thiên đàng, dù là nó hiện hữu ngay đây. Cũng như khi quý vị ở nhà, quý vị có nhà cửa, có công ăn việc làm, đôi khi có chức vị cao, người ta kính trọng và gọi quý vị là ông chủ này, bà chủ nọ. Nhưng quý vị vẫn cảm thấy không sung sướng. Quý vị không cảm thấy thoải mái như ở đây, ngồi trên sàn nhà như vậy mà thật khiêm nhường và vui vẻ. Và ăn uống đơn giản, đôi khi lén lấy vài thứ trong nhà bếp, nhưng quý vị cảm thấy vui. Cảm thấy vui phải không? Cho nên trạng thái thiên đàng là của riêng mình, không ai đánh cắp được. Có khi họ cũng lấy được nếu những người vô minh có thể làm phiền quý vị nhiều quá. Cũng như khi rất mệt, quý vị muốn ngủ, quý vị nằm trên giường và ngủ thật say. Nhưng người vợ bên cạnh đôi khi không ngủ được, bà ấy cũng có thể kéo quý vị ra khỏi cơn buồn ngủ. Phải vậy không? Bà ta đánh thức quý vị và làm phiền suốt đêm. Cho nên có thể là mặc dù chúng ta ở trong trạng thái thiên đàng, nhưng nếu sống chung với người khác, giao du với nhiều người trong lúc họ mất ngủ, linh hồn họ bất an, họ cũng có thể gây khó khăn cho chúng ta. Điều đó cũng có. Nhưng đó là cái giá chúng ta phải trả khi muốn giúp đỡ người khác tỉnh ngộ và nhắc nhở họ về mục đích của họ. Cách sống giản dị. Hầu hết mọi người trên thế giới, họ đo lường sự thành công của quý vị hoặc thành công của họ qua nhà cao cửa rộng, ví dụ nội thất hay ngoại thất của căn nhà đó lộng lẫy ra sao. Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn, thật sự lớn, bởi vì họ không biết sống một cuộc đời giản dị là như thế nào. Nhà bếp của tôi cũng chỉ rộng bằng cái bàn này, bếp điện với hai lò nấu. Có một lò nướng nhỏ đã có sẵn ở đó nên tôi dùng. Và nước ở bên cạnh, một ấm đun nước nữa. Thật vậy, đó là tất cả những gì quý vị cần. Và một tủ lạnh nhỏ nếu quý vị thật sự cần. Đồ trang điểm quý vị để trong nhà tắm. Quần áo treo hết trong tủ tường ở phòng khách. Và tất cả những gì quý vị cần chỉ là bộ ghế sofa hay chiếc giường nhỏ và một cái bàn kê trước giường. Chỉ một cái tủ tường lại làm sẵn bán ở siêu thị. Quý vị đi mua và mang về nhà, đặt nó và treo quần áo vào, thế là xong. Và nếu quý vị cần thêm nữa, thì có một loại tủ có ngăn kéo để đựng đồ. Và một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế sofa hay một chiếc giường nhỏ, quý vị còn cần gì nữa? Nhưng rất khó kiếm một căn nhà nhỏ như vậy. Quý vị phải xây hoặc nhà đã có sẵn rồi. Chẳng hạn đôi khi ở trang trại, vùng quê hay nông dân trước kia, họ có những căn nhà nhỏ để cất dụng cụ làm việc. Rồi quý vị sửa sang lại, biến nó thành chiếc hang đẹp để thiền. Trau dồi sự bình dị. Sống giản dị và suy nghĩ cao thượng là bí quyết cho cuộc sống trường thọ và hạnh phúc. Một trong những cách hay nhất để mang sự bình dị vào đời sống là chọn lối dinh dưỡng thuần chay. Sống mà không giết hoặc làm hại những chúng sinh khác có thể phục hồi sự hòa hợp và sức khỏe cho chính mình và thế giới chung quanh nhanh hơn hầu hết điều gì khác. Một cách khác để trau dồi sự bình dị là dành thời giờ trong sự yên tĩnh của thiên nhiên hoặc tạo ra một môi trường thiên nhiên tại nhà nơi chúng ta có thể tìm sự an bình và tĩnh lặng. Đọc những sách nâng cao tâm thức như kinh điển hay hành thiền. Và cũng là những cách tốt để tự nhắc nhở mình rằng chúng ta thật sự không cần gì nhiều để sống một cuộc đời vui vẻ, mãn nguyện và an bình. Làm sao để sống vui vẻ? Khi có quá nhiều chọn lựa và nghĩ rằng có sự lựa chọn, chúng ta so sánh.
Chúng ta so sánh với quá khứ, so sánh với ảo tưởng, tương lai, theo dệt, và rồi làm cho hiện tại đau khổ. Rồi không bao giờ có thể vui hưởng cuộc đời nếu cứ tiếp tục như vậy. Cho nên luôn nhớ rằng, nếu không có điều mình thích, thì nên thích điều mình có. Đó là cách để tìm hạnh phúc trong đời. Ngoài việc là người tu hành, chúng ta nên hài lòng và thỏa mãn với mọi hoàn cảnh. Chúng ta cũng nên tự huấn luyện đầu óc và nói với chính mình hãy kiểm soát bản thân. Bởi vì chúng ta là người duy nhất có thể làm chủ chính mình. Mọi thứ tôi dạy quý vị, tôi học từ sai lầm của tôi. Đó là cách tôi trở thành vị thầy. Sai lầm làm nên vị minh sư. Làm bao nhiêu lỗi lầm cũng được, không sao. Điều đó tha thứ được. Nhưng học hỏi từ đó và đừng lặp lại. Đó là trí huệ. Đó là cách quý vị học hỏi. Không ai có thể thật sự dạy chúng ta trên lý thuyết ngoại trừ chính chúng ta. Chúng ta phải tự mình học hỏi bằng trải nghiệm trực tiếp và bằng sự cảnh giác khôn ngoan. Mọi hoàn cảnh, mọi tình huống là để cho chúng ta học hỏi. Thượng Đế không làm quý vị đau khổ vô cớ, trừ phi quý vị muốn học bằng con đường gian khổ. Hôm qua có người hỏi tôi rằng đau khổ có rửa sạch nghiệp chướng không? Được, nhưng nếu tọa thiền tốt và học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta không phải đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ khi Thượng Đế dạy chúng ta bài học 1, 2, 3 lần mà chúng ta vẫn lặp lại mãi sự sai lầm đó. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên đừng nghĩ đến tương lai, đừng nhớ về quá khứ. Học hỏi từ quá khứ nhưng đừng bám vào nó. Đó là cách để được hạnh phúc. Mọi hoàn cảnh đau khổ là do chúng ta gây ra hay người bên cạnh chúng ta. Bởi vì đa số người bám vào quá khứ và quên hiện tại. Họ quên sống. Chúng ta phải sống từng giây phút. Mỗi giây phút là một sự màu nhiệm. Mỗi giây phút đều có những việc mới. Có điều gì đó chờ đợi chúng ta và chúng ta phải thưởng thức. Chúng ta có thể vui hưởng từng giây phút, vậy tại sao phải làm cho đời mình đau khổ? Bất kể là gì, bây giờ chúng ta đã có trí huệ, chúng ta nên biết rằng không có gì có thể thật sự phiền hà mình quá nhiều. Nếu tọa thiền tốt, học hỏi từ kinh nghiệm bản thân, chúng ta không phải đau khổ. Học hỏi từ quá khứ nhưng đừng bám vào đó. Đó là cách để được hạnh phúc. Tốt nhất là tự chăm sóc cho mình. Ngày nay mình có thể mua máy giặt đồ, máy rửa chén, vậy là vui rồi. Một máy hút bụi là khỏi cần mướn ai hết. Không cần ai làm mấy chuyện đó. Dĩ nhiên khi mình bận thì người phụ tá giúp đỡ chút xíu. Khi tôi không có nhà, tôi dọn dẹp lẹ được trước khi đi. Thì sau khi tôi đi, họ dọn một lần trong nửa năm hay gì đó còn tùy. Còn không, tôi làm hết một mình, không cần ai cả. Có điều là người ta không hiểu. Như mấy người có tiền bạc này kia hay người có địa vị cao họ hãnh diện là có nhiều kẻ hậu người hạ. Không tốt đâu. Càng có nhiều người giúp việc thì mình càng phải chia sẻ nghiệp chướng. Dù mình có trả lương cho họ đi nữa nhưng mình quá gần gũi với họ. Bầu không khí từ trường dướng mắt quyện lẫn vào nhau nên mình không thể nào thoát ra mà không bị sao hết. Không, không đâu. Thành ra không phải càng nhiều người giúp việc cho mình là tốt hơn đâu. Không phải như thế. Nhưng cũng không sao. Họ có phước báo họ mới có nhiều người giúp việc cho họ thì cũng không sao. Như nữ hoàng hay là vua. Đó là phước báo của họ. Có cận vệ thì cũng không sao. Nhưng đừng có hãnh diện. Như là ta đây giàu, ta có nhiều người giúp việc cho ta. Có thể còn gọi là người hầu. Như vậy không đúng. Phải đối xử với họ với tình thương và lòng tôn trọng, bình đẳng. Chăm sóc cho họ, bởi vì họ ở đó giống như người trong gia đình. Bằng không quý vị sẽ lãnh hậu quả kinh hoàng trong tương lai, kiếp này hay kiếp sau. Cho nên tôi thích sống một mình. Thà làm việc còn hơn, vì dù sao mình cũng cần tập thể dục. Ngay cả những người sống bằng không khí, họ cũng cần tập thể dục. Đi quét nhà, lau cửa sổ, giặt quần áo, dắt chó đi dạo hay làm bất cứ gì. Tản bộ trong rừng cũng là một loại thể dục rất tốt.
hỷ sống giản dị. Càng xa hoa, chúng ta nợ người khác càng nhiều. Nếu chúng ta có thể sống một đời sống giản dị, thì chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế đã không để chúng ta nhiều hệ lụy với những chúng sinh khác. Vì khi sống đời sống giản dị, chúng ta thanh thản hơn. Bầu không khí không làm đầu óc chúng ta khó chịu, nên chúng ta cảm thấy sung sướng và thoải mái. Có những người sống phức tạp hơn, cho nên đầu óc họ phức tạp hơn và cũng hay bị khó chịu. Họ phải phấn đấu cho cuộc sống, nên họ trở thành cạnh tranh. Họ so sánh họ với người khác, mặc quần áo kiểu cách, dùng thức ăn rắc rối. Do đó, họ nợ những chúng sinh khác rất nhiều. Không có gì mà không mang lại phiền phức, nhưng có những thứ mang lại phiền phức một cách không cần thiết. Cho nên, càng dùng những thứ này, chúng ta càng thêm nhiều phiền não và lo âu. Sống một cuộc đời trọn vẹn. Chúng ta nên tận dụng từng giây phút trong đời để sống một cuộc đời trọn vẹn, khẳng định, vui tươi và học hỏi. Đời không có gì là chán cả, thật vậy. Cố gắng tìm sách đọc. Có rất nhiều sách quý vị có thể đọc. Đọc bất cứ gì mình thích, miễn là không thương tổn linh hồn quý vị và không kéo quý vị ra khỏi chánh đạo. Không làm quý vị lạc khỏi nếp sống đạo đức, không làm quý vị thành ma. Vậy thì sách nào cũng đọc được. Nhật báo, mọi thứ có thể cho mình thông tin. Chọn những gì mình muốn đọc, dĩ nhiên. Quý vị có thể đọc bất cứ gì để tăng thêm kiến thức thế gian, và rồi tọa thiền để toàn vẹn thêm kiến thức thiên đàng. Như vậy, quý vị có cả hai nguồn kiến thức thế gian và thiên đàng. Đọc sách, học thêm sở thích, sống lành mạnh, thể thao, sống cuộc đời giản dị, thành thật, đạo đức. Có nhiều điều để làm trên đời, thật vậy, cả sở thích nữa. Đừng đến nói với tôi là quý vị thấy chán, thấy buồn nản. Tôi không chấp nhận điều này. Quý vị không nên cáu kỉnh, không nên buồn thảm, không nên cảm thấy chán. Không có điều đó trong từ điển của người tu hành. Quý vị nên thông minh hơn, có nhiều năng lượng hơn, và rồi sẽ có thêm nhiều sáng kiến. Lẽ ra quý vị nên tích cực hơn và hăng say hơn, không phải vậy sao? Quý vị không cảm thấy tốt hơn sau đó? Vậy nếu có ai nói với quý vị rằng họ khổ sở, quý vị biết là họ không thiền đủ. Chắc chắn là vậy. Quý vị có thể bảo họ đi thiền thêm, rồi quý vị sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.